khi mùa hoa loa kèn chớm hết, hoa bằng lăng bắt đầu nhạt màu, thì cũng là khi hoa sen ở các đầm lại bắt đầu bung nở rực rỡ. Những bông sen hồng tuy mộc mạc nhưng hương thơm lại tươi mát, thơm ngát và dịu dàng đến say đắm lòng người. Không biết từ bao giờ, giống sen hồng tự nhiên đã sinh trưởng, phát triển ở xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường và tồn tại đến ngày nay. Hàng năm, cứ mỗi độ tháng 4, tháng 5 âm lịch, khi những cánh đồng lúa đang ngả màu vàng óng, khi những tiếng ve râm ran gọi hè về, cũng là lúc hoa sen lại mọc lên, ken kín cả vùng đầm nước mênh mông. Em chào anh ạ. Anh chào em. Anh ơi, đây là sen anh vừa mới thu hoạch xong ạ? Đúng rồi, anh bây giờ mới thu hoạch xong mà ngày nào anh cũng thu hoạch để anh làm công việc của anh cũng như thế này thôi. Anh Hùng ơi, ngày hôm nay em rất là muốn tìm hiểu về loài hoa được công nhận là quốc hoa của Việt Nam. Anh có thể giúp em được không ạ? Anh sẽ rất sát lòng để giúp em, để anh em mình phải bó xong cái hoa này đã thì mới đi được. Em cứ bó đi giúp anh. Dạ. Bình thường thì hoa sen là mấy tháng là sẽ cho mình thu hoạch ạ? Nếu cây sen này á là chỉ là bắt đầu từ đầu tháng 2 bắt đầu nó lên sang nó lên mầm, nó trổ hoa theo lá luôn em ạ. Là từ lúc tháng 2 cho đến thu tháng 8 thì mới hết là mùa sen. Anh ơi, một bông sen như thế nào thì có thể thu hoạch được ạ? Một bông sen để hái hoa thì để ướp trà thì phải hái hoa là buổi sáng là hoa mới nở là như hoa chim chích. Anh ơi, có phải là có rất nhiều giống hoa sen đúng không ạ? Đúng rồi em ơi. Đây là hoa sen này là hoa sen cổ từ ngày xưa, là sen của Thượng Trưng. Thế còn nếu đây ở Thượng Trưng này bây giờ cũng có hai giống sen. Một là cái giống sen anh đang hái đây là giống sen hạt tròn. Thế còn một cái giống sen nữa là cái sen là hạt sọc. Nó sọc ngang ấy. Thì là ở Thượng Trưng này có hai giống sen đó. Anh tặng em bò sen này. Em cảm ơn ạ. Hoa sen đẹp quá. Bây giờ anh mời em vào trong kia thưởng thức cái hương vị của cái đặc biệt của cái hương vị sen này như thế nào. Đây, anh sẽ hứa với em lúc nãy là anh sẽ cho em thưởng thức cái tinh túy nhất của cái bông hoa sen đây. Đấy, bây giờ để anh làm cái thao tác của nó nhé. Đúng rồi, em hay thấy mọi người à. Đấy. Hai chè sen thường là bằng tâm sen hoặc là bằng cái nhị sen này. Không, đây là anh chỉ cho thưởng thức nguyên vị của sen. Đấy. Còn nếu mà thưởng thức cái hương sen này cùng với lại trà thì nó lại một cái hương vị khác. Thật tuyệt vời khi giữa tiết trời tháng 5, tháng 6 như thế này, các bạn có thể ngồi giữa một đầm sen và thưởng thức một chén trà mang đầy đủ hương vị sen như thế này thì quả là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Là loài hoa duy nhất hội tụ đầy đủ trong mình ý nghĩa triết học, nhân sinh cao quý, là ý nghĩa về âm dương ngũ hành và sức vươn dậy của một ý chí sống mãnh liệt như dân tộc Việt Nam. Cũng bởi vậy mà hoa sen được lựa chọn là quốc hoa Việt Nam. Quế Anh tin chắc rằng mỗi người sẽ có riêng cho mình những xúc cảm khác nhau khi đứng trước một không gian mênh mông cùng những bông sen đang bung nở rực rỡ, và thưởng thức những bông hoa sen ngát hương sẽ khiến bạn hiểu rằng tại sao mỗi người lại trân quý loài hoa này đến vậy.